Na, chất lượng là sứ mệnh. Nhà nhập khẩu và phân phối máy sản xuất cửa nhôm, cửa nhựa, máy gia công kính hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Sở hữu hai tổng kho máy lớn nhất tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, với quy mô lên đến hơn 50 nhân viên, Jena đã và đang cống hiến hết mình vì một mục tiêu chung mang tên chất lượng là sứ mệnh. Máy được thiết kế với hai đầu máy, đầu số 1 là đầu quyết định và đầu số 2 là đầu di chuyển được. Và máy được thiết kế với hai góc cắt, góc 45 độ và góc 90 độ. Các anh có thể cắt từng đầu máy riêng biệt hoặc là hai đầu máy cùng một lúc. Và các anh có thể thấy mặt bít của máy thì được thiết kế bằng những bệ thép sáng chống rỉ được phay phẳng CNC để giúp cho các anh khi chúng ta kê thanh nhôm vào thì sẽ tạo được độ cân bằng để chúng ta khi cắt sẽ có được góc cắt chính xác tuyệt đối. Và đối với dòng máy này, trên đầu máy sẽ được thiết kế thêm hệ thống phun dầu thông minh giúp phun xương trực tiếp vào lưỡi cắt, giúp bảo vệ lưỡi cắt có tuổi thọ tốt hơn và vết cắt cũng sẽ đẹp hơn rất nhiều. Trên hai đầu máy được thiết kế hai máng trượt DC để giúp cho các anh sau khi thực hiện thao tác cắt thì những miếng DC sẽ theo máng trượt trượt xuống dưới, tránh tình trạng là khi thu lưỡi về bị hút DC gây hỏng lưỡi. Và các anh có thể thấy thì trên hai đầu máy sẽ được thiết kế với hai đít tông kẹp phôi rất là chắc chắn. Và trên đầu máy số 2 sẽ được thiết kế thêm một chốt hãm hơi để cố định đầu máy. Sau khi các anh chọn vị trí cắt thì chúng ta chỉ cần kéo chốt hãm hơi này để cố định đầu máy. Các anh không cần sử dụng chốt hãm tay như là các dòng máy cũ thông thường, sẽ gây trầy xước đường ray ảnh hưởng đến quá trình di chuyển đầu máy số 2. Bản điều khiển được chuyển hóa hoàn toàn bằng tiếng Việt giúp các anh có thể dễ dàng thao tác trong quá trình sử dụng máy. Đây là nút khởi động motor, đây là đèn báo nguồn, đây là nút dừng motor. Đây là nút chọn góc cắt của đầu máy trái. Đây là nút chọn đầu máy, các anh có thể cắt hai đầu máy cùng một lúc hoặc là từng đầu máy riêng biệt. Đây là nút chọn góc cắt của đầu máy phải. Đây là nút kẹp bít tông. Đây là nút dừng khẩn cấp và cuối cùng là nút cắt. Đối với nút dừng khẩn cấp này, trong quá trình sử dụng máy nếu các anh gặp sự cố, chúng ta chỉ cần ấn nút này thì toàn bộ hệ thống điện trên máy sẽ được ngắt, rất là an toàn. Như các anh có thể thấy trên màn hình, đối với dòng máy này, máy sẽ được thiết kế thêm hệ thống đèn LED và kính lúp để hỗ trợ cho các anh là trong quá trình hoạt động về đêm hoặc là trong điều kiện môi trường thiếu ánh sáng thì thao tác chọn vị trí cắt sẽ được chính xác hơn. Và đối với dòng máy này, máy sẽ được thiết kế với đường ray là phi 32 đúc đặc nguyên khối được mạ chrome
rất là sáng bóng để đảm bảo trong quá trình khi các anh sử dụng đầu máy số 2 sẽ được êm ái và trơn tru hơn. Khi các anh sử dụng lâu dài cũng sẽ không bị cong võng đường ray ảnh hưởng đến quá trình di chuyển đầu máy số 2, sẽ được khắc mạ CNC và được nẹp nhôm bảo vệ hai cạnh rất là an toàn, tránh tình trạng trong quá trình sử dụng sẽ bị xê dịch hoặc là chầy xước thước. Và phía dưới đây máy sẽ được thiết kế thêm cốc lọc khí giúp lọc sạch hết những bụi bẩn và hơi nước có trong khí trước khi đưa vào máy, giúp bảo vệ máy tốt hơn và sẽ có độ bền cao hơn. Và đây là hệ thống tủ điện của máy. Như các anh có thể thấy thì khoang điện và khoang van điện từ được thiết kế hoàn toàn riêng biệt để tránh tình trạng là nhiễm điện, nhiễm từ khi sản xuất. Hệ thống điện của máy được sử dụng là hệ thống điện DLC cao cấp, công nghệ của Nhật Bản. Toàn bộ dây điện sẽ được sử dụng là bằng lõi đồng 100%. Như các anh có thể thấy, hệ thống điện của máy được thiết kế từ trái qua phải. Đây là cục chống đảo pha để khi các anh sử dụng máy, nếu chúng ta đấu lộn pha, đèn sẽ hiển thị là màu đỏ để tránh tình trạng là khi các anh không biết chúng ta khởi động máy thì motor sẽ quay ngược dẫn đến tình trạng là gây hỏng lưỡi. Và kế tiếp là hai áp tổng của hai đầu máy riêng biệt để trong quá trình sử dụng máy, nếu một trong hai đầu máy gặp sự cố thì các anh vẫn có thể sử dụng đầu máy còn lại, không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của mình. Và kế tiếp là hai cục khởi động từ. Và cuối cùng đây là bộ chuyển đổi nguồn 24V giúp chuyển đổi hệ thống điện của máy sang dòng điện 24V an toàn, tránh tình trạng là chập, cháy, nổ, rò rỉ điện trong quá trình sử dụng. Và toàn bộ hệ thống dây điện sẽ được đánh số và ký hiệu riêng biệt để giúp chúng ta có thể dễ dàng thao tác thay thế trong quá trình sửa chữa. Và phía dưới đây là hệ thống van điện từ của máy. Và các anh có thể thấy đây là mặt sau của máy. Đối với dòng máy này thì máy sẽ được thiết kế hệ thống chuyển góc là bằng bít tông, không sử dụng bánh răng, bánh đà như là các dòng máy cũ thông thường, tránh tình trạng là khi các anh sử dụng bánh răng, bánh đà mà chúng ta vệ sinh không kỹ, lâu ngày sẽ gây đến kẹt bánh răng, bánh đà, ảnh hưởng đến góc cắt. Như các anh có thể thấy thì đối với hệ thống máy F55 phiên bản mới nhất của tháng 3 năm 2021 này thì sẽ được thiết kế toàn bộ hệ thống bít tông là đều là bít tông vuông đúc đặc nguyên khối. Đối với dòng bít tông vuông này thì sẽ có độ bền cao hơn và chất lượng tốt hơn so với các dòng bít tông tăm tròn thông thường trên thị trường. Trên đầu máy sẽ được thiết kế thêm hệ thống bít tông dầu và bít tông khí để hỗ trợ các anh là trong quá trình khi chúng ta đẩy lưỡi ra vào sẽ được êm ái và trơn tru hơn và độ bền cũng sẽ cao hơn rất là nhiều. Và ở phía dưới đây là can đựng dầu thông minh. Đối với can đựng dầu này sẽ được qua hai lớp lọc giúp các anh lọc sạch những bụi bẩn có trong dầu trước khi đưa vào máy để máy sẽ hoạt động tốt hơn và sẽ có độ bền cao hơn so với các dòng máy thông thường. Và bây giờ em sẽ cắt test cho các anh cùng xem. Và em sẽ cắt là nhôm Sinfa nhập khẩu dày 2,2 ly. Và như các anh có thể thấy thì sau khi em thực hiện thao tác cắt thì những miếng DC sẽ theo máng trượt này trượt xuống dưới, sẽ tránh tình trạng là khi thu lưỡi về bị hút DC gây hỏng lưỡi. Và như các anh có thể thấy đây là mặt cắt của máy sau khi em thực hiện thao tác cắt. Thì dù em cắt những miếng nhôm dày hay là mỏng thì các anh có thể thấy là vết cắt cũng rất là đẹp, không hề bị ba via hay là bị móp nhôm. Đây là vết cắt chưa được sử dụng dầu làm mát. Khi các anh lấy máy về, công ty em sẽ tặng cho các anh thêm một can dầu làm mát giúp bảo vệ lưỡi cắt và vết cắt cũng sẽ đẹp hơn rất nhiều. Và riêng hệ thống lưỡi cắt thì công ty em sẽ bảo hành cho các anh là trong vòng là 6 tháng. Nếu mà vết cắt bị via nhôm hay là móp nhôm thì công ty em sẽ bao đổi cho các anh một cặp lưỡi cắt mới. Vâng, vừa rồi em đã giới thiệu đến các anh dòng máy cắt nhôm 2 đầu F55 phiên bản mới nhất của tháng 3 năm 2021 của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Genma Việt Nam. Và đối với dòng máy này, như các anh có thể thấy thì sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu của các anh, nhất là về khối lượng công việc, có thể sản xuất mọi hệ nhôm, đặc biệt là nhôm Sinfa nhập khẩu dày 2,2 ly
và với thân máy được thiết kế nhỏ gọn sẽ giúp các anh tiết kiệm được tối đa diện tích nhà xưởng. Và thứ ba là với vốn đầu tư ít, giúp các anh có thể dễ dàng đầu tư và nhanh thu hồi vốn. Vâng, qua phần giới thiệu trên em rất mong có thể giúp các anh tìm hiểu và chọn lựa cho mình được một dòng máy cắt nhôm phù hợp, có thể đáp ứng được mọi nhu cầu công nghiệp của mình. Mọi chi tiết, các anh vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình Hồng Nhung 0899159866 hoặc các anh có thể đến trực tiếp hai trụ sở của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Genma Việt Nam miền Bắc gần bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, miền Nam đối diện cổng khu công nghệ cao quận 9 thành phố Hồ Chí Minh để được xem máy và test máy trực tiếp. Nếu các anh thấy video hữu ích, các anh hãy ấn like và đăng ký kênh để chúng ta có thể theo dõi những video tiếp theo. Cảm ơn các anh đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.